Vâng, xin chào anh chị các bạn. Tôi đang rất băn khoăn về cái việc làm sao để chốt đơn hàng, làm sao để tăng trưởng được doanh số. Khi khách hàng có data, tôi chốt được đơn hàng. Khi khách hàng đến cửa hàng, tôi chốt được đơn hàng. Thậm chí tôi chốt được nhiều đơn hàng. Khi khách hàng đến làm dịch vụ tư vấn, tôi chốt được đơn hàng. Và kỹ năng trong video này, tôi sẽ trao đổi, chia sẻ cùng với các anh chị một video rất thú vị. Đó chính là kỹ năng chốt đơn hàng. Có lẽ không cần phải nói thêm nữa thì cái tên, cái tiêu đề của video bài học đã nói lên tất cả, đúng không ạ? Kỹ năng chốt đơn hàng. Một sale giỏi phải có khả năng chốt đơn, mà tỷ lệ chốt đơn càng cao càng tốt, đúng không ạ? Thế thì đây sẽ là một số gợi ý căn bản để giúp cho các anh chị hình dung ra làm sao để chốt đơn cho nó tốt, được chưa ạ? Và các anh chị hết sức lưu ý, đây là cái chương trình kinh nghiệm sale tổng thể. Chứ tôi không nói về spa, hay tôi không nói về bất động sản, hay tôi không nói về xe hơi, tôi không nói về giáo dục, tôi không nói về tiếng Anh, tôi cũng không nói về quần áo, không nói về giày dép, không nói về online hay offline. Đây là nói chung. Và tất nhiên tôi sẽ lấy một số ví dụ để cho các anh chị hình dung ra, được chưa ạ? Vậy thì đầu tiên của kỹ năng chốt đơn hàng, đó chính là việc một người làm sale như chúng ta phải có cái tín hiệu nhận biết là khách hàng đã cắn câu. Tất nhiên cái khái niệm cắn câu ở đây là khái niệm trong ngoặc kép. Ý tức là đến lúc này chúng ta đã có thể chốt được rồi. Chúng ta không cần phải tư vấn thêm, không cần phải gọi là mèo vần chuột thêm nữa, nói vui như thế, đúng không? Tất nhiên cái khái niệm tôi dùng nó vui thôi. Chúng ta không cần phải tư vấn thêm, hoặc là chúng ta cảm thấy rằng là hai bên đã rất thấu hiểu nhau rồi. Hai bên đã cảm thấy là dạ, không muốn dành thêm nhiều thời gian nữa, bởi vì khách hàng cũng bận, khách hàng cũng đã rất là phê pha, thỏa mãn rồi. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có những cái tín hiệu để chúng ta nhận biết là khách hàng đã có thể cắn câu. Vâng, ví dụ như là chúng ta có thể nhận diện qua các câu hỏi của khách hàng. Các câu hỏi của khách hàng khi người ta chuyển sang cái chế độ quan tâm là các câu hỏi về thanh toán, có được chiết khấu không, có được giảm giá không em, có được trả tiền làm nhiều lần hay không, bên em có những phương thức thanh toán như thế nào, đúng không ạ? Em có hóa đơn đỏ hay không, kiểu như thế, đúng không ạ? Hay là gì ạ? Em giao hàng cho chị khi nào, bao lâu thì hàng sẽ đến, đúng không ạ? Bọn em có lắp đặt cho chị hay không? Đấy, rồi thì bảo hành cho chị trong bao lâu? Thế nếu mà khi chị hỏng hay anh hỏng thì anh sẽ mang sản phẩm đến đâu sửa hả em, đúng không ạ? Các khách hàng trước đây họ mua họ thường như thế nào, đúng không ạ? Thế quyền lợi của chị nếu mà chị mua thì chị có được giảm giá gì không? Chị có được tặng thêm cái quà gì không em? Thì chị cũng đang rất là thích, đúng không? Hay là gì ạ? Anh được chiết khấu bao nhiêu, đúng không ạ? Hợp đồng của anh đâu, cho anh xem hợp đồng mẫu nào. Đấy, cái câu hỏi kiểu như thế là đến cái lúc đó là chúng ta có thể nhận ra rằng là khách hàng đã có sự quan tâm và đã phát đi tín hiệu rằng là mình có thể chốt đơn được. Đấy, và chúng ta sẽ đưa ra các cái lựa chọn của chúng ta là xác định cái thời điểm chúng ta chốt đơn, và chúng ta chuyển từ cái chủ đề tư vấn sang chủ đề chốt như thế nào cho nó uyển chuyển, cho nó linh hoạt, cho nó mềm dẻo, đúng không ạ? Vâng, thế thì anh chị đã hỏi về cái vấn đề thanh toán thì em cũng nói luôn là bên em có cái chiết khấu như thế này, bên em có cách thức thanh toán như thế kia, và nếu như các anh chị mà mua hàng ngay trong ngày hôm nay thì các anh chị sẽ được giảm giá như thế này, các anh chị sẽ được tặng thêm như thế kia, và bên em đang có chương trình như này như kia. Đấy, thế thì anh chị có thể đặt cọc ngay bây giờ khoảng độ 10% thôi để giữ cái đơn hàng này, thì bọn em sẽ giao hàng cho anh chị trong vòng 24 giờ. Đấy, thì những cái cách như thế tức là chúng ta sẽ chuyển biến làm sao cho nó rất là uyển chuyển, được chưa? Thứ hai trong cái kỹ năng chốt đơn hàng đó là chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn những cái kịch bản để chốt đơn theo quy trình của công ty đã định, hoặc là theo cái ý muốn, mong muốn của người sale chính là các anh chị. Nếu như công ty có quy trình thì rất tốt, được chưa? Nếu không thì chúng ta phải tự tạo ra quy trình của chúng ta. Đấy,
Theo tôi thì là gì ạ? Chúng ta cần phải tóm tắt lại câu chuyện và đưa ra các giải pháp cho khách hàng. Đây chính là lúc chúng ta chốt đơn, đúng không ạ? Vâng, với những cái mô tả như vừa rồi, với những cái lời tư vấn như vừa rồi, những câu hỏi như vừa rồi và câu trả lời như vừa rồi thì em đã biết là anh chị đang cần những cái này, và em tin tưởng rằng là cái giải pháp bên em đưa ra là như thế này, với khối lượng như thế này, với mức giá như này là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh chị. Và nếu mà anh chị cho phép thì chúng ta sẽ thảo luận sang phần hợp đồng. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ tóm tắt câu chuyện và đưa ra giải pháp để từ đó chúng ta chốt đơn, đúng không ạ? Trong quá trình chốt đơn thì chúng ta cần chốt những cái gì? Đấy, thế thì chúng ta có thể chốt về đơn giá, số lượng, đúng không ạ? Thời gian giao hàng, thanh toán, ký hợp đồng, đặt cọc, cái cách thức hỗ trợ cho khách hàng để cái việc ký kết hợp đồng, cái việc xuống tiền nó trở nên dễ dàng. Có đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải chuẩn bị các cái biểu mẫu, các cái hợp đồng, các cái phiếu thu trong tay, hoặc là chúng ta hãy sẵn sàng với những người thu ngân hoặc là những cái bộ phận hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chốt đơn, nhất là lúc chúng ta đang mải mê chốt sale như thế, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì các cái quyền lợi, đúng không ạ? Các cái lợi ích dành cho khách hàng nếu mua ngay, đúng không ạ? Tạo ra những cái tính khan hiếm của sản phẩm, các cái chương trình giảm giá, các ưu đãi, đúng không ạ? Hay là tăng thời gian bảo hành lên, đúng không ạ? Hay là nếu mà mua ngay thì cũng rất là tốt, hay là mình có thể đe dọa khách hàng một cách khôn khéo. Đấy, cái sản phẩm này nếu mà các anh chị mà thích ngay thì bọn em cũng có sản phẩm khác để đưa cho các anh chị tương tự như thế. Còn riêng cái mẫu này thì hiện nay khách đã đặt rồi, thì bọn em cũng đã đặt tiền, nhận tiền cọc của khách, thì cái mẫu này bọn em sẽ phải chuyển cho khách. Thế thì khách người ta bảo không, chị chỉ thích lấy mẫu này thôi, hay là anh chỉ thích lấy mẫu này thôi, thì chúng ta lại bảo vâng. Thế thì nếu mà anh chị thích mẫu này thì em sẽ xin phép này nói chuyện với khách hàng để nhường anh chị cái mẫu này, và bọn em sẽ cung cấp một cái mẫu khác tương tự như thế cho khách hàng của bên em. Đấy, thì đấy là những cái cách mà chúng ta đe dọa khách hàng một cách hết sức là khôn khéo, đúng không ạ? Hết sức là khôn khéo để chúng ta chốt đơn. Đấy, bước thứ ba là chúng ta cũng cần phải quan tâm đến là chúng ta hết sức là tuân thủ cái quy trình bán hàng, và nhớ rằng là chốt đơn chỉ là bước cuối cùng trong cái quá trình chúng ta bán hàng, khi mà chúng ta nhận được tiền của khách hàng. Và cũng xin lưu ý rằng chốt đơn cũng không phải là cuối cùng, chốt đơn là bước cuối cùng của quy trình bán hàng, nhưng đấy là trong quá trình trong bán, nhưng mà nó chưa phải là cuối cùng, bởi vì nó còn sau bán. Và khi khách hàng đặt tiền rồi, giả sử như vậy, chúng ta vẫn chưa phải là chúng ta đã thành công, đúng không ạ? Kể cả khách hàng rất thích chúng ta rồi cũng chưa chắc đã thành công ngay, bởi chúng ta hết sức cẩn thận, hết sức là tỉ mỉ, bởi vì chúng ta có thể ăn đến mồm rồi chúng ta vẫn có thể bị rơi bình thường, mà lúc này bị rơi nó mới là đau đớn, đúng không ạ? Khách hàng người ta chửi vào mặt mình, sếp chửi vào mặt mình, vợ con mình chửi vào mặt mình, chồng con mình chửi vào mặt mình, mình cũng tự chửi vào mặt mình, quá ngu, đúng không ạ? Bởi vì ăn đến mồm rồi còn rơi, và khách hàng người ta sẽ rất bực mình. Tức là chúng ta phải làm gì? Không được phép vội vã, đúng không ạ? Không được thay đổi thái độ, đúng không ạ? Không được luyến quýnh, ôi dồi ôi, nghĩ trong đầu là mình ký được đơn này là ngon rồi, kiếm được từng này từng kia là vui quá, dồn dập ép khách, chị về lấy tiền đi, đúng không ạ? Anh về đây, giúp ngân hàng đi, kiểu như thế. Thì tất nhiên đấy là những cách mình hỗ trợ khách hàng, nhưng cái sự tinh tế, đúng không ạ? Nếu mà mình có thể hỏi là nếu mà anh chị rất là thích rồi, anh chị có thể đặt cọc, thế chị không có tiền thì làm nào, đúng không ạ? Em sẽ chở chị ra ngân hàng và hai chị em mình sẽ ký đặt cọc tại ngân hàng, hoặc là chị sẽ quay lại văn phòng em. Đấy, chúng ta dục khách hàng theo một cách rất tinh tế như thế, đúng không ạ? Vâng, nhớ rằng là chốt đơn vẫn chưa phải là xong, đúng không? Nếu không cẩn thận là thành thảm họa như tôi vừa nói. Thế rồi thì chúng ta cũng sau khi mà cái quá trình chúng ta thảo luận với khách hàng như vậy, cái lúc mà chúng ta thảo luận về việc chốt đơn, thì chúng ta cần phải đưa ra các cam kết, đấy, các thông tin xác nhận về đơn hàng, về chuyển tiếp đơn hàng, chuyển giao hàng hóa, đưa hợp đồng, giấy bảo hiểm, bảo hành, vân vân. Đấy. Thế thì ví dụ như là tôi có thể kể cho các bạn một cái câu chuyện hỏng ăn. Khi mà trực tiếp tôi mua một cái sản phẩm thiết bị y tế, thế tôi lên Google tôi tìm thì ra một công ty thiết bị y tế, và tôi mua một cái thiết bị y tế nó khoảng 2 triệu đồng.
Thế tôi đã gọi điện, tôi đã xác thực đơn hàng, tức là tự khách hàng đã mua hàng rồi, nhắn tin số điện thoại, địa chỉ nhà, thời gian giao hàng thích hợp rồi. Nên là bên bán hàng cũng nhận đơn là ok rồi. Thế đến cái thời gian giao hàng thì vẫn không có, chậm 1 tiếng, 2 tiếng. Thế tôi mới gọi điện, tôi bảo em ơi sao em không giao hàng cho anh. Thế thì các bạn ấy giải thích là vâng hôm nay ship nhà em đi mệt quá rồi quên rồi vân vân. Ok thôi được rồi, mai em giao hàng cho anh lúc 10 giờ ở văn phòng anh như này như kia. Thế buổi sáng mai thì tôi có một cái sự thay đổi về lịch trình, đúng không ạ? Tôi không đến ở văn phòng như dự định, tôi phải đi qua một cái đơn vị khác để tôi ký hợp đồng. Thế tôi gọi điện cho người bán hàng là em có thể giao hàng lùi giúp anh một chút, bởi vì là cái giờ 10 giờ đấy anh chưa đến văn phòng thì anh đang đi có việc. Các bạn bán hàng này, các bạn mới bắt đầu cảm thấy rất là khó khăn, là anh ơi ship nhà em đã đi rồi, anh ơi ship đã cầm tiền của em rồi, bây giờ các bạn ấy đang đi thế này thế khác rồi, sao anh lại như thế, sao anh lại đổi lịch của em, vân vân, kiểu như thế. Tức là các bạn ấy đưa ra những cái lời thuyết phục để tôi phải đúng hẹn với cái việc đó. Nhưng mà tôi thì tôi đang rất là bận, đúng không ạ? Và các bạn ấy cảm thấy rất là cái giọng điệu cảm thấy rất là không vui, không happy khi mà khách hàng người ta đổi lịch. Mà bản thân tôi rất là lịch sự, tôi đã thông báo lịch đàng hoàng rồi. Thế là tôi bảo thôi được rồi, nếu mà các em đã nói như thế thì anh không mua nữa, bởi vì anh bây giờ anh đang đi, anh không thể về văn phòng được, anh đang đi gặp đối tác của anh phải ký hợp đồng với đối tác, anh không thể gặp được. Anh đã lịch sự, anh gọi điện anh xin báo lịch rồi mà các em vẫn thế này, anh không đồng ý. Thế là xong rồi đáp lại lặp, anh ơi thế này, anh ơi thế kia. Thế tôi không nghe nữa, tôi cúp máy. Thế là 5 phút sau bắt đầu lấy hết số điện thoại này đến số điện thoại khác, 3-4 số gọi đến, rồi nhắn tin anh ơi em xin lỗi, anh ở đâu rồi giờ nào anh mua được thì em cũng sẽ giao hàng cho anh, vân vân, anh em xin lỗi, anh thông cảm lúc đó như này lúc khác. Thế thì tôi mới nói với các anh chị nghe là gì, khi tại thời điểm đó cảm xúc mua hàng đã đi xuống, sự giận dữ đã có, đúng không ạ, hay là sự bực mình đã có, hay là sự không hài lòng đã có, cảm xúc đi xuống rồi, tôi không mua nữa. Bởi vì sao? Các bạn biết rồi, khách hàng luôn chỉ có rất ít lý do để mua hàng, nhưng có rất nhiều lý do để từ chối. Và các bạn hãy nhớ rằng là gì ạ? Có hàng trăm người, hàng nghìn người đang bán sản phẩm giống như bạn, tương tự như bạn, tốt hơn bạn, rẻ hơn bạn, lịch sự hơn bạn. Hãy nhớ điều đấy. Và cách trả thù ngọt ngào nhất đối với một người bán hàng của một khách hàng là gì? Là vui vẻ đi mua hàng của người khác. Hãy nhớ điều đấy. Cho nên chốt sale là cái khâu cuối cùng trong cái quy trình trong bản, nhưng chưa phải là xong. Chúng ta nhận được tiền rồi cũng chưa phải là xong, chứ đừng nói là chưa nhận được tiền, có đúng không ạ? Vâng. Thì cái câu chuyện của tôi đi mua một cái thiết bị y tế đấy là câu chuyện có thực, và tôi cảm thấy cái cách chốt đơn như thế là không khôn ngoan, không thông minh. Đấy. Và chốt đơn là mình phải ken két, là mình phải khéo léo, phải thúc giục khách hàng, chứ không được hẹn lịch khách hàng sang thời gian khác hay như thế nào đấy mà mình cảm thấy là mình không có khả năng thương lượng với khách hàng. Thì chúng ta cần phải điều hướng khách hàng rất là khéo, được chưa ạ? Thế thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo việc thực thi đơn hàng từ các bộ phận khác nhau. Bởi vì nhiều khi chúng ta chốt đơn xong rồi, thế nhưng mà chưa giao được hàng, đúng không ạ? Rồi hay là làm dịch vụ thì chưa làm được cho khách hàng, và khách hàng cảm thấy phải chờ đợi quá lâu, khách hàng rất bực mình, đúng không? Thì tôi kể với các bạn câu chuyện chốt đơn tiếng Anh như thế này. Sale thì ngồi bắt đầu tư vấn, tư viết, hỏi han cho thi thử, học thử hết rồi. Con cái người ta gửi đến, người ta thích rồi. Ký hợp đồng mua mấy khóa rồi, chuyển tiền rồi, xong. Như vậy phần sale chúng ta đã thấy rất là xong, đúng không? Chúng ta đã chốt đơn xong, cười phe phé rồi. Nhưng tôi nói rồi, không xong, chưa xong. Thế lúc đó là làm gì? Trung tâm tiếng Anh thì thiếu giáo viên, lớp thì chưa mở được, trình độ của học sinh người ta đăng ký thì không có, hết tuần 1 không có lớp, hết tuần 2 không có lớp, hết tháng 1 không có lớp, hết tháng 2 không có lớp. Khách hàng họ không thể chờ đợi được, họ đòi tiền, họ rút tiền. Đây là bù lu bù loa lên, cuối cùng là hỏng đơn, hỏng deal, vỡ deal. Đấy, vỡ đơn như bình thường, trả lại tiền, phải xin lỗi, rồi phải rối rít, không thì họ đăng lên trên mạng bù lu bù loa đi, rồi họ nhìn vào cái mặt mình trông như thế nào,
Thế nên là gì, tôi mới nói là phải đảm bảo cái việc thực thi liên hàng từ các bộ phận. Mình chốt cái đơn đấy xong, mình cầm tiền xong, mình chuyển cho kế toán, nộp lại cho công ty xong rồi, mình phải hỏi và mình phải make sure rằng là cái quá trình mà chăm sóc khách tiếp theo để khách hàng nhận được đơn hàng, để khách hàng sử dụng dịch vụ của mình được hay chưa, và mình phải sâu sát vào. Như chúng tôi ấy, chúng tôi làm, chúng tôi phải sâu sát, phải ra lớp cho khách, đúng không ạ? Rồi phải, nếu mà chưa có lớp, phải trò chuyện, nhắn tin, hỏi thăm, gọi điện giúp cho người ta để người ta đỡ sốt ruột. Chứ không phải là cầm tiền xong là đi làm việc gì thì làm, lại bắt đầu đi cào khách mới để lấy đơn mới, chết luôn, đúng không ạ? Thế tiếp tục thì là chúng ta cần phải có một cái quy trình chốt đơn. Cái quy trình thì tôi nói rồi, thì tôi sẽ vẽ cho các anh chị một cái quy trình chốt đơn trực tuyến, được chưa ạ? Thì tôi sẽ thí dụ như thế này, được chưa ạ? Đầu tiên bước 1 là các anh chị sẽ chạy quảng cáo, hay là các anh chị đăng trên status Facebook, Instagram, Zalo gì đấy. Thế bắt đầu có người, người ta vào, người ta comment, người ta đăng ký số điện thoại, địa chỉ email, Facebook, tên tuổi này khác, được chưa ạ? Thế sau khi có data đấy rồi, chúng ta gọi là lead đấy, LAD là cái lead, dữ liệu khách hàng ấy. Có cái lead đấy xong rồi, bước tiếp theo là chúng ta telesale lần 1, tức là chúng ta gọi điện thoại. Vâng, em chào anh chị, đúng không ạ? Em thấy anh chị đăng ký cái thông tin như thế này như kia, mua các sản phẩm và dịch vụ của bên em. Vâng, em, anh vui lòng cho em xác thực đơn hàng, đúng không ạ? Anh này là Phan Anh, đúng không ạ? Và anh mua cái sản phẩm này giá là 300.000, 500.000. Đấy, vâng vâng, xong. Cái cuộc gọi này, mục đích là gì? Cuộc gọi này là để cảm ơn vì đã đặt hàng, xác thực thông tin rằng là có phải bạn mua cái đơn hàng như thế, số lượng như thế, số tiền như thế, đúng không? Ok, xong là gì ạ? Xác thực đơn hàng và chốt cái lịch giao hàng, cái thời gian giao hàng và tiền. Đấy. Và cái cuộc gọi này là chỉ được phép là gì ạ? Cố gắng trong vòng 1 giờ kể từ lúc khách để lại thông tin, trừ cái chuyện là đó là đêm tối. Còn ví dụ họ để vào 9 giờ sáng, chậm nhất 10 giờ phải gọi cho họ, bởi vì họ có thể thay đổi ý kiến bất kỳ khi nào mà chúng ta không hề biết trước được. Gọi điện nhanh, tư vấn chuẩn, giọng điệu nhiệt tình, chân thành, giúp tỷ lệ đơn hàng rất cao, không bị hoàn, không bị đổi, không bị hủy. Thế sau khi cái telesale 1 gọi để chốt được ngày giờ giao hàng, trong vòng 24 giờ hoặc là nếu mà cái gì có thể làm được ngay, ví dụ như khóa học, ví dụ như sách, ví dụ như là thiết bị này nọ, đúng không? Giao ngay trong vòng 2 giờ hoặc chậm nhất là 1 ngày. Nếu có thể, còn không thì bắt buộc đi tỉnh đi tiếp thì mình phải 2-3 ngày rồi, chấp nhận, đúng không? Nhưng nhanh nhất có thể, bởi vì luôn luôn nhớ rằng khách hàng đang cần sản phẩm, khách hàng có thể đổi ý bất kỳ lúc nào. Xong cái phần quy trình telesale, bước telesale 1, được chưa? Đấy, bắt đầu bước tiếp theo giao hàng. Đấy, giao hàng phát là đến gọi điện tiếp, anh ơi chị ơi em đang đến giao hàng rồi. Đến giao hàng, thu tiền, thu tiền xong, được chưa? Thu tiền xong, cảm ơn, bắt đầu lại telesale lần 2. Tại vì cái người ship đấy thì có thể là của mình hoặc của công ty khác. Telesale lần 2, anh Phan Anh à, anh đã nhận được hàng rồi đúng không ạ? Vâng, anh sẽ sử dụng, nếu có vấn đề gì thì anh liên hệ với bọn em. Cảm ơn anh, chúc em một ngày tốt lành. Telesale lần 2, xác thực là khách hàng đã nhận được hàng, đơn hàng đã được hoàn thành, có phàn nàn gì về sản phẩm và dịch vụ hay không? Rất tốt, được chưa ạ? Đấy, thậm chí là gì ạ? SMS gửi cảm ơn, đúng không ạ? Email gửi cảm ơn khi mà họ đăng ký đơn hàng ở phía trước và mua đơn hàng ở phía sau, chúng ta có thể sử dụng. Thế rồi giả sử như là nếu như chúng ta bán một cái sản phẩm mà thời điểm chúng ta thu tiền và cái thời điểm mà chúng ta cung cấp dịch vụ hàng hóa nó hơi xa một chút, thí dụ như khóa học chẳng hạn, họ thu đầu tuần cuối tuần mới học, thì lại có bước tiếp theo là telesale, cảm ơn họ, nhắc nhở họ, remind họ để cho họ không bị sốt ruột. Đấy, sát đến ngày sự kiện diễn ra, nhắn tin SMS lần 2 nhắc nhở họ để họ đi tham dự sự kiện. Đừng có nghĩ là gì, họ đã thu tiền rồi, họ đã đóng tiền rồi, họ không đến lớp, kệ họ. Bởi vì kệ họ như thế tức là dịch vụ của mình không tốt. Cái quan trọng nhất là mình bán được hàng và khách hàng phải thỏa mãn. Cho nên toàn bộ cái quy trình như thế, chúng ta gọi là cái quy trình chốt đơn hàng, được chưa ạ? Đấy, sau đó bắt đầu là gì ạ?
tại cái hôm diễn ra sự kiện thì chúng ta cũng phải chào đón, thông tin cũng phải hết sức chính xác, đầy đủ. Không đến lại bảo là anh chưa đóng tiền phí của phiếu của chị đâu, thế này thế khác, bắt đầu lại bù lu bù loa lên và khách hàng lại bị giận hờn. Đấy, khách hàng lại bị bực mình, bị tổn thương. Thì chúng ta phải làm các khâu đấy nó đều hết sức là chuẩn chỉ. Sau khi sự kiện diễn ra xong lại về là email thank you các kiểu con đà điểu nữa, lại SMS thank you. Tất nhiên nếu như chúng ta có đủ lợi nhuận để làm thì chúng ta phải xây dựng cái quy trình như thế. Quy trình nhiều bước hay ít bước, mỗi một bước đấy là cần cái yêu cầu gì, bao nhiêu thời gian, ai làm như thế nào, KPI ra sao, thì chúng ta cũng phải vẽ ra rất là rõ. Và nó phụ thuộc vào lợi nhuận của sản phẩm và cách thức chúng ta chăm sóc khách hàng. Thì nhớ là như thế, chúng ta phải làm hết sức là chuyên nghiệp, nhanh nhẹn và chuẩn chỉ, nó có quy trình, đúng ngày, đúng giờ, cứ thế bắn bùm 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 là xong. Được chưa? Chúng ta nhớ rằng là chúng ta càng có nhiều kỹ thuật chốt đơn thì chúng ta càng dễ thành công hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái việc chốt đơn thành công là nó hơn 50% là nó đến từ quá trình chúng ta tư vấn nhiệt tình, chúng ta xoáy sâu vào cái cảm xúc, cái nỗi đau và cái sự hạnh phúc, sung sướng của khách hàng khi được chúng ta tư vấn, khi được sử dụng sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, từ cái đó cho đến cái chất lượng và cái lợi ích của khách hàng đạt được, nó là nằm ở cái phần tư vấn trước đó, đúng không ạ? Tất nhiên nó vẫn còn phụ thuộc thêm yếu tố thương hiệu, yếu tố thu nhập này khác, nhưng cái quá trình chúng ta tương tác với khách hàng nó quyết định cái việc chốt đơn rất cao. Và cái câu hỏi chốt đơn của chúng ta cũng rất là thông minh, đúng không ạ? Là người ta sẽ không hỏi là bạn sẽ lấy có hay là không, bạn có lấy cái này hay không, đúng không ạ? Mà câu hỏi sẽ là bạn sẽ lấy cái này chứ, đúng không ạ? Hay là hai cái áo xanh và cái áo đỏ này thì bạn lấy cái nào? Đấy là cái câu hỏi chốt đơn cực kỳ thông minh, chứ không phải là có hay là không hay là như thế nào. Mà câu hỏi phải là câu hỏi mang tính chất là gì ạ? Họ phải lựa chọn là có nhiều hơn. Câu hỏi không cho họ từ chối, chúng ta nhớ cái điều đấy nha. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà chúng ta đi chào hàng, khi mà chúng ta bán hàng với khách hàng thì cái tỷ lệ khách hàng từ chối rất là cao. Chuyện đấy hết sức bình thường. Theo thống kê thì 80% khách hàng sẽ luôn từ chối các bạn và 20% khách hàng sẽ đồng ý, đúng không ạ? Thế chúng ta phải học cách chốt đơn như thế nào để giảm được cái lượng từ chối và tăng lượng đồng ý lên, đúng không? Mà từ chối rồi thì chúng ta cũng hết sức là vui vẻ. Chúng ta còn thậm chí còn phải vui vẻ hơn, không có vấn đề gì cả. Anh chị không mua khi này thì mua khi khác, đúng không? Chứ đừng có lại mặt sưng mày xỉa lên xong này đốt vía xong thế này thế khác rồi. Đang lúc trước rất nhiệt tình, hồ hởi, thấy khách ngãng ra cái bôm khách luôn. Những sale như thế không bao giờ là sale có tố chất ở kênh of sale được, được chưa? Thế rồi thì chúng ta cũng đón nhận cái sự từ chối như một phần của công việc trong quá trình chốt sale. Đấy. Và những cái nước cuối cùng chúng ta không thể làm được gì là chúng ta có thể vẫn tiếp tục duy trì với khách hàng hoặc là cố gắng thuyết phục khách hàng mua cái sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Một cách nỗ lực nhất, bởi vì đôi khi người ta sẽ mua hàng vì sự nỗ lực, sự kiên trì của chúng ta, đúng không ạ? Vâng. Và nếu như mà khách hàng họ từ chối thì hãy hỏi ý kiến là tại sao họ từ chối, để chúng ta biết là chúng ta bị từ chối vì sao và chúng ta thay đổi và chúng ta sẽ làm tốt hơn cho lần tiếp theo với chính khách hàng đó hoặc là với những khách hàng khác, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng có thể theo đuổi cái quan điểm là chúng ta có quyền từ chối khách hàng nếu như sản phẩm của chúng ta không phù hợp với khách hàng. Cái phần này tôi đã giảng dạy với các anh chị rồi, đúng không ạ? Ví dụ họ rất thích mua nhưng mà cái sản phẩm đấy không phù hợp với khách hàng thì chúng ta có thể từ chối không bán để đảm bảo cái uy tín cho chúng ta và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Đấy chính là cách chúng ta giữ vững thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ, giữ vững uy tín và đẳng cấp của người làm sale, đúng không ạ? Vâng. Và nó cũng, cái việc chốt đơn cao hay thấp này thì nó cũng phụ thuộc vào data của chúng ta, là data nóng hay data ấm hay data lạnh, đúng không ạ? Và cách chúng ta chốt đơn như nào, sản phẩm của chúng ta là gì. Ví dụ chúng ta chốt đơn 1-1 tư vấn hay là chúng ta chốt đơn hội thảo, có đúng không ạ? Hay là chúng ta sử dụng automation marketing đấy, hay là chúng ta đến từng bàn chúng ta tư vấn theo nhóm, đúng không ạ? Hay là chúng ta đăng trên Facebook, hay là chúng ta chốt đơn ở trên web. Trên Facebook thì khách comment tỷ lệ mua sẽ thấp hơn khách inbox, mà khách mà inbox mà để lại số điện thoại ngay lập tức thì sẽ chốt đơn cao hơn khách là chỉ hỏi giá. Nó sẽ có những nguyên lý như thế, thì nó phụ thuộc vào từng công cụ chúng ta chốt nữa và cách thức chúng ta chốt nữa, được chưa ạ? Và một cái kỹ năng chốt sale cũng rất là quan trọng nữa,
đấy là chúng ta cần phải hiểu về upselling, cross-selling và downselling. Đó. Thế thì tôi sẽ nói một chút để các anh chị hiểu. Một king of sale sẽ cần phải hiểu về upselling là gì. Upselling là bán thêm. Vâng, bán thêm nghĩa là như này. Họ định mua một cái áo thì mình bán thành hai, đấy gọi là upselling. Họ định mua nửa lít, mình bán lên thành một lít, đấy gọi là upselling. Đúng không ạ? Họ định mua một cái bánh 5 đô, bạn bán thành một cái bánh 10 đô, đấy là upselling. Đó. Thế còn cross-selling là họ định mua cái áo, bạn bán xong rồi, bạn dụ họ mua thêm đôi giày, thì đấy là cross-selling. Họ mua cái váy, bạn bán thêm một cái áo, đấy gọi là cross-selling. Bán chéo, bán sang các sản phẩm khác. Đó. Ví dụ như người ta mua điện thoại thì mình bán thêm ốp lưng, bán thêm miếng dán cường lực, bán thêm tai nghe, bán thêm sạc không dây, đấy gọi là cross. Họ định mua iPhone 6, mình bán lên iPhone 7, đấy là upselling. Họ định mua iPhone 8 nhưng họ không đủ tiền, mình dụ họ mua iPhone 7, iPhone 6, đấy gọi là downselling, là bán bớt, đúng không ạ? Bởi vì có thể khách hàng không có thu nhập đủ, không có đủ tiền ngay, hoặc là sản phẩm đắt tiền không cần thiết với khách hàng bởi vì quá dư thừa. Ví dụ như họ định mua một cái nhà độ 300m, tôi giả sử thế thôi, nhưng họ chỉ có 2-3 người thôi, mình có thể tư vấn cho họ sử dụng cái nhà 150m đã là quá rộng rồi. Đấy, tôi giả sử như thế, thì đấy gọi là downselling. Thì chúng ta căn cứ vào nhu cầu khách hàng để chúng ta làm cho khách hàng, chúng ta thấu hiểu khách hàng và chúng ta cho họ những cái lợi ích là tốt nhất cho họ, thì chúng ta sẽ làm thành công. Thì trong cái kỹ năng chốt đơn như vậy, mình hiểu được cái đó thì mình sẽ bán được tốt nhất, bán được thêm, bán được nhiều hơn. Và quan trọng nhất là khách hàng họ thỏa mãn và vui sướng khi mua hàng. Vâng, thế thì vừa rồi tôi có trình bày với các anh chị một số những cái ý, cái kinh nghiệm quan trọng, cơ bản để giúp các anh chị tăng cái khả năng chốt đơn. Và tôi cho rằng cái việc kỹ năng chốt đơn hàng thì các anh chị cũng cần phải học hỏi, luyện tập và suy nghĩ thấu đáo để các anh chị có thể thành công hơn trong cái việc bán hàng của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Nếu các anh chị có đóng góp, có câu hỏi hoặc có thảo luận gì với tôi thì xin liên hệ với Phan Anh để được hỗ trợ và được trò chuyện. Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều và rất mong được phục vụ các anh chị trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.